Hi, xin chào em nha. Hôm nay ta sẽ cùng nhau để đi săn các loài động vật nha. Ta sẽ mang theo một khẩu súng đi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi nào. Ta sẽ đi ra đằng này nhé. Wow. Cái ngoài đằng này có gì đó đây. Ta sẽ cùng nhau lại gần đây xem nào. Wow. Ở đây có các con vật này. Nó bị dính rất là nhiều bùn đất này các em này. Cả các cái chiếc xe đồ chơi nữa nhé. Ta xem nào. Một chiếc xe trộn bê tông này. Xe san ủi này. Ây chà. Một chiếc xe nâng. Máy bay trực thăng này. Xe cần cẩu. Wow, có cả một bạn cá sấu nữa này. Cá sấu này sờ vào răng nó sẽ cắn đấy kẹo. Đó. Rõ đi. Ở đây còn các con vật nha. Chúng ta sẽ dùng súng để bắn nào. Rồi. Đây là con mèo này. Con gì đây? Sư tử này. Báo này. Hà mã này. Ngựa này. Đi. Đây là con lạc đà này. Ta sẽ làm sạch các cái con vật này nha. Đây một con mèo này. Đi, súng hết đạn rồi. Ta sẽ nhặt các con vật này vào nha. Con bò này. Sư tử này. Một con lợn này. Con báo đốm nha. Ấy chà, con ngựa này. Lạc đà này. Hà mã này. Cuối cùng đó là một con mèo nha. Cho hết vào giỏ đi. Tiếp tục đi ra đằng này xem nào. À, đằng này vẫn còn các con vật nữa này các em này. Ta sẽ lại gần đây xem nào. Wow, một con voi này. Đây là gì đây? Con kiến này. Đây là một con chó nha. Hổ này. Ít chà, cuối cùng là một con bò nha. Rồi. Wow, các em thấy này, ngày hôm nay ta đã săn được rất là nhiều xe ô tô và các con vật nha. Đó. Sẽ cùng nhau để mang các cái món đồ chơi này về các em nhé. Xin chào các em.